Em xin kính chào toàn thể các bác anh, các quý anh xem video. Tiếp tục với chương trình bàn giao xe lăn, thì hôm nay có bàn giao chiếc Mitsubishi FD15 nhé, một tấn rưỡi là dòng của chúng tôi, lốp 6 lốp đặc. Tham năng của xe hiện tại đang là 3m, chức năng là xịt càng bút tay xa, xe chạy số xa, nguyên dung nguyên bản. Em đã được bảo dưỡng này, nhưng chống gió này, có cái đồng ý là lốp thì em đã đổi 2 lốp đặc sau cho khách hàng. Xe quá ngon luôn, máy dầu đấy, chạy có hơn 6.000 giờ, rất là mới á. Giá chỉ loanh quanh hơn 100 triệu chút thôi đấy. Các bác xem xe giá rẻ là chốt luôn, hầu như là giá rẻ gọi là gần như là nhất miền Bắc luôn, hơn 100 triệu. Bây giờ một chiếc Mitsubishi 1,5 tấn dịch càng. Xin kính chào toàn thể các bác anh, các quý anh đang xem video. Và hôm nay có bàn giao một chiếc Nissan 1,5 tấn máy xăng. Đấy, xe thì chạy số sàn, máy xăng nhá, nhập Nhật nguyên chiếc. Đấy, xe này trang bị 4 lốp đặc bảo dưỡng này, hiện nay đang 12 giờ trưa này, rất là nắng luôn. Anh em cố làm việc nhanh để giao xe, trên em giao về Hà Tĩnh. Xe rất đẹp luôn, đây em lần còn 3 tấn rưỡi, 3 tấn rưỡi lần 1 tấn rưỡi, có 1 tấn rưỡi rơi khoảng 2 tấn 6 thôi. Đấy, xe cực kỳ ngon luôn, giao về Hà Tĩnh, số sàn, máy xăng, giá vài chục. Đấy, các bác mà cần xe đời cao hơn tí thì giá khoảng loanh quanh 100 triệu, của máy xăng cực kỳ ngon luôn, đời cao, đời 2006. Đấy, xe thì bảo dưỡng vận chuyển toàn quốc. Ôi, va bên này, này. Xe rất đẹp luôn, nhập Nhật nguyên chiếc. Đấy, giá thì rẻ, các bác có nhu cầu mua xe lăn Nhật bãi, giá cả lý đến chất lượng thì xem alo cho em, số điện thoại 0379875765 nhé, để bên dưới màn hình. Địa chỉ ở kho bãi ở phường Tam Á, phố Tam Á, phường Gia Đông, thị xã Tân Thành, tỉnh Bắc Ninh, bãi xe đến lớn nhất tỉnh Bắc Ninh. Các bác yêu cầu thì xin mời liên hệ nhé. Xe đẹp, rẻ, khỏe. Xe các bác mà đầu tư thêm ít tiền làm khoảng 500 triệu để chạy thì không biết bao giờ nó hỏng. 5, 7, 10 năm thì thoải mái luôn. Còn là xe các bác nhìn máy thì cực kỳ chất. Em xin phép dừng video ở đây nha, để em hạ lốt, để em nâng cho lốt hàng lên trên để anh em về ăn cơm 2 giờ rồi. Xin chào lại các bác trong những video tiếp theo.